khủng luôn đấy mọi người ạ. Này cái dép của mình này. Đấy, thấy chưa? Cái dép của mình bé tí luôn nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Tiến lại tiếp tục đi câu cá trôi. Và đây là cục mồi câu cá trôi này. Cần thì Tiến đã ra ngoài kia rồi. Hồ này cá trôi thì nó khá là to, con nhỏ nhất thì cũng 2-3 cân, 2-3 kg đấy. Đấy, còn con to thì có những con 6-7 kg. Nên là mình câu ở đây là mình cần ghim nhá, 6m3, có dây bảo hiểm này các cụ này, phải có dây bảo hiểm nhá. Nó lôi nhiều, hôm là nó lôi tít ra ngoài kia luôn. Đấy. Và mồi thì gồm có cắm ngô, cắm sắn, ủ chua. Đấy, rồi có nửa gói cắm chim, nửa hộp sữa chua, một quả trứng, rồi một thìa bơ. Và sáng mai mình đi thì mình trộn thêm nửa gói mồi đỏ, mồi số 2 của Đức Sơn nhé, mồi đỏ đấy. Đấy thì mình chia làm 3 cục thế này. Đây mình sẽ câu một buổi bây giờ đến 12 giờ trưa nhé. Dính hàng rồi các cụ ạ. Lúc nãy mình lo ngay điện thoại nên là mình không quay được. Không quay cái đoạn nó ăn mồi nhá. Nó tút một phát là rút phao luôn. Đây các cụ xem này, cong vít luôn. Mình đoán chắc chắn con này không phải là con trôi đỏ nhá, mà chắc chắn là con trắm trắng hoặc là con trôi trắng nhá. Con đây đây nó vít đây các cụ thấy đây. Đấy, nó tì xuống. Đấy nó con trôi trắng các cụ ạ, trôi trắng nhá. Con trôi trắng này có lẽ cũng 5-6 kg. Có lẽ to hơn. Vì cách đây gần một năm mình câu được ở hồ này một con là hơn 7 kg trôi trắng ở đây thôi. Con này khoảng tầm 6 kg nhá. Nó tì xuống các cụ thấy chưa, nước nó đục luôn. Nước đục luôn vì là ở đây mình kéo nó lên này các cụ thấy chưa, cong cần luôn. Đấy. Nước được khoảng 1 mét chỗ này 1 mét thôi nên là nó ghi xuống dưới bùn đục lên luôn. Để mình tìm cái chỗ để máy quay nhá các cụ nhá. Rất là mệt các cụ ạ. Đấy. Phê luôn nha các cụ nha. Mình phải không cho nó đổ sang bên trái bên phải vì hai bên này có hai cái bụi cây bụi sậy đấy. Nó mà mắc vào là đứt luôn. Bụi bên này thì nó không còn ngọn nữa. Nó mưa nên nó lấp đấy, bụi bên kia thì này. Các cụ này. Đấy. Phê luôn nhá. Nó ghi rất là mạnh luôn. Tầm gần 6 kg các cụ ạ. Đấy, nó rút xuống dưới bùn luôn các cụ thấy chưa? Mình bẻ cần thế này mà nó còn rút xuống dưới bùn luôn này. Đấy. Không cho nó xuống nha, xuống là mắc vì mình đánh hai lưỡi nên một lưỡi nó sợ nó mắc đá nhá. Mắc đá hoặc mắc gộc dưới là dễ, rất là dễ mất. Mình để máy trên này thì nhìn nó nhỏ các cụ ạ, nhưng mà hồi bắt lên nhá thì các cụ xem nhá, nó phải tầm ít nhất cũng phải 5,5 kg đến 6 kg con này. Mình tìm cái chỗ để cái máy quay đã. Wow. Phê luôn các cụ ạ. Là phê. Mình để máy đây nhá, nếu nó bẻ nó ghi đấy. Rồi chạy đây các cụ ạ. Đây rồi nhá, mình sẽ để cái máy chỗ này để mình chỉnh cái máy thi đã nhá. Nó kéo rất là mạnh luôn. Nó kéo mà may mình chúi xuống luôn nhá. Mình đang lo chỉnh cái máy mà nó kéo một phát là trượt chân luôn. Được rồi nhá. Trong lúc xem video thì mọi người nhớ like cũng như nhấn đăng ký để nhận những video tiếp theo nhá. Và đó cũng là nguồn động lực để Tiến sẽ ra những video
hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa về những trải nghiệm cuộc sống nha. Gần trong bờ này đá rất là nhiều nên mình phải gò nó các cụ nha, mình phải gò nó không chỉ là mất luôn đấy. Hất hất cái đấy để em vơi cho bằng không. Còn như cái lề đừng ngồi anh cầm cái máy quay cho em đi, anh quay rồi đó cầm cái đấy. Vì đam mê với đi câu cá thôi, chúng phải muốn câu bắt cá to tối trắng nhé. Còn đi tăng thì nằm nằm ở ống bắt nữa. Cái hồ đi là được hồ về bắt là nó chết hết nữa. Dạ, hết mới được hồ nên rồng hẳn cái càn nhé. Hẳn cũng càn nữa. Hẳn dưới đây không được có khoảng tầm mét mét rưỡi nữa cơ. Nhưng mà rồng nó quẹt rồi. Câu đến đấy. Chắc một trời nó cấn cà nó đừng lười. Đây các cụ nha, con này trôi trắng khoảng 5 kg nha, hơn 5 kg đấy. Và nó đừng mất lười mà chung 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 mất lười con này đập đừng ngất đi thôi. Quá to. Còn phải chắc mất 5 lượng từng nữa rồi. Con này cả cấn. Nhìn dạ nhiều cái đi lung ống cả mấy ngày luôn. Nhà em đi không quy hợp với cháu nhiều. Hơi ẩm. Còn có lẽ năm mà. Năm mà. Cũng hơi ẩm đó. Thì là mọi người đưa về là mọi người chia sẻ nha. Nè em quay đăng YouTube luôn.
Tại với lại cầm mày được hay cái đi thôi. Là để mày để mai đấy hả? Bắt nhiều cho anh. Ném hả? Dạ. Từ đâu mua như chắc được hơn 100 lít đó. À bắt ông mật đó chứ. Dạ. Nhanh bắt ông chứ. Hay mấy ông về. À. Ông về ông đất đi bắt ảnh lắm á. Cái loài này nói chúng đi gặp đi bữa bố bòn này mới nhau đi. Cảm ơn anh nhá. Dạ dạ. Rồi các cụ nha. À, gần 10 phút mới lên rồi các cụ ơi. Con trôi trắng tầm 5 cân 5 cân rưỡi gì đấy. Phê luôn, này cần đây. Wow, không quay được cho các cụ một chắc, không quay được. Có một cần nữa nhưng mà ở bên kia. Đánh phê luôn. Tức là phê luôn á các cụ ạ. Cần đơn câu sướng lắm. Dình tiệp rồi, dình tiệp rồi các cụ ơi. Có lẽ con này cũng là con trôi trắng rồi. Không lao thì chắc chắn là con trôi trắng rồi các cụ ơi. Trôi trắng các cụ ạ, trôi trắng tiếp nha. Con này, con này to hơn. Phê luôn các cụ ơi, phê luôn. Ôi. À. Đấy, các cụ thấy chưa, đó là phê luôn các cụ ơi, phê luôn. Phê luôn các cụ nha. Trôi trắng này nó ghi rất là mạnh nha. Nó không lao nhưng mà nó ghi rất là mạnh luôn. Con này lúc này là mình quay lại cái là không thấy phao đâu nữa, là mình cầm cân mình phang luôn các cụ nha. Phê luôn các cụ ơi. Các cụ ơi cần này, các cụ ơi. Wow. Các cụ ơi. Bình. Cái pin. Vì lắm các cụ ơi.
Thế thôi, mỏi lắm thôi ơi. Mỏi lắm rồi, sao nó chịu lên. Ủa. Đây các cụ nhá. Quá là khủng luôn. Ô. Quá là khủng luôn các cụ này. Wow. Phải 7 cân. Con này phải 7 kg nhá. Wow, quá là khủng luôn. Mỏi cái tay lự luôn các cụ ạ. Quá là phê luôn đấy. Wow. Quá là phê luôn. Lên đây rồi các cụ nhá. Quá là phê luôn. 7-8 cân luôn. Trời trắng các cụ nhá. Wow. Mỏi cái tay. Wow. Gục nữa luôn các cụ ạ. Đây. Kinh chưa. Đấy. Wow. Vào trong mồm luôn. Phê luôn các cụ ạ. Đây. Mình đánh nhá. Trục này. 4.3 này. Linh. 4.3 luôn nhá. Đấy lưỡi 4 nhá. Mình cắt con cá đã các cụ ạ. Phá quá rồi. Wow. Phê chưa các cụ ơi. Phê chưa, phê chưa.
Thầy mà vượt trật con này thì cho nhịn đói luôn này. Ok, vậy là một em trôi đỏ đã lên nha. Ai chưa đăng ký kênh cho Quang Tiến Vlog thì nhớ đăng ký kênh cho Tiến với nha. Nguồn động lực để Tiến ra những video hay hơn nữa nha mọi người ơi. Trời mưa rồi, về thôi mọi người ơi. Xếp đồ về đi thầy ơi. Mưa rồi, mưa đến nơi rồi. Bỏ lại đầu kia luôn. Xin chào các cụ nha, mình về đây này nhá. Trời mưa không quay được nhá. Trôi đỏ các cụ này còn là 2,5 cân hay 1,7 cân gì đấy, thấy chưa, đây rất là ngon luôn. Đây các cụ nhá, trôi trắng các cụ đây, đây là khoảng là 6 cân trôi trắng nhá. Wow, quá là ngon luôn con này, mình dòng khoảng 5-7 phút chứ quá là phê luôn các cụ ạ. Đây trôi trắng này, wow, quá là ghê luôn nhá, wow, đấy, rất là to luôn, wow, quá là to luôn. Đây một con nữa nha các cụ nha. Đây. Ba em. Đây một em nữa này. Đây nha. Đây khoảng con này nhỏ hơn một ít, khoảng 5 cân rưỡi gì đấy. Wow. Này. À. Phê luôn nha, hai con này là. Đấy, cầu đơn các cụ nhá. Cầu đơn nó mới phê đấy. Đây các cụ nha, đây là thành quả của buổi câu hôm nay nhá. Lúc nãy á, ở ngoài hồ mình không quay được lúc đưa cá lên vì trời mưa rất là to. Đấy mình quay nó ướt máy mình không quay được. Bây giờ mình về nhà rồi đấy nha, các cụ xem nhá. Các cụ xem này. Đây. Hai con trôi trắng nhá. Một con trôi hai con này. Rất là to luôn. Đấy. Khủng luôn đấy mọi người ạ. Này cái dép của mình này. Đấy, thấy chưa? Cái dép của mình bé tí luôn nhá. Đấy, xem mọi người. Trôi trắng nha các cụ nha, câu cần đơn nhá. Vậy là gần 5 tiếng đồng hồ đã kết thúc rồi. Rất là mệt nhưng cũng rất là vui khi đã câu được 3 con cá khá là to, được dòng rất là phê, rất là sướng luôn. Nhưng có một chút tiếc nuối là cả 3 con cá này thì không quay được cái cảnh mà giật nó đóng cá nhá, là vì Tiến quay bằng điện thoại mọi người ạ. Và khi quay bằng điện thoại á thì người ta gọi điện mình nghe một cái á thì mình không quay được nên rất là tiếc đấy. Và mọi người khi xem video á mà thấy hay thì nhớ là hãy like cũng như nhấn đăng ký kênh, đó là nguồn động lực để Tiến sẽ ra những video sau này tốt hơn, hay hơn, và Tiến sẽ khắc phục được những cái điểm đó. Và ở đây thì Tiến câu ở một cái hồ ở Nghĩa Sơn nha, giáp với Thanh Hóa đấy. Và cái hồ này là một hồ tự nhiên luôn nhá. Tất nhiên người ta thầu nhưng mà một hồ tự nhiên luôn đấy. Người ta không chăn nuôi gì đâu, mình chỉ không cho ăn luôn. Thì video đến đây đã dài rồi thì Tiến xin được dừng tại đây. Xin được chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn đồng hành cùng với Tiến nha.